Xin chào các bạn, mình là Tiến Anh, mình đến từ cộng đồng Tiến Anh DA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những giờ mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo ví Rollin, một trong những ví rất là quan trọng ở trong hệ sinh thái của game AC, một tựa game thành công nhất ở trong thế giới blockchain, và điều đặc biệt là tựa game phát triển bởi người Việt. Và ví Ronin thì trở thành một cái thành phần không thể thiếu của cái tựa game này. Để có thể tạo ví Ronin thì các bạn sẽ thao tác như sau. Trước tiên các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Ronin thì hiện nay có cả ở phiên bản ở trên điện thoại lẫn trên máy tính. Với trên máy tính thì chúng ta sẽ có các tiện ích dành cho các trình duyệt Chrome, EDG, Firefox, và anh em cốc cốc thì cũng có thể sử dụng tiện ích của Chrome nhé. Đối với anh em dùng điện thoại, chúng ta có các cái ứng dụng ở trên kho ứng dụng Google Play và Apple Store, tùy theo hệ điều hành các bạn đang sử dụng. Các bạn dùng iPhone thì sẽ tải xuống các bản từ Apple Store, các bạn dùng Android tải xuống bản Google Play. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cả phần hướng dẫn ở trên máy tính và cũng như ở trên điện thoại, để anh em nào dùng máy tính điện thoại đều có thể tạo được ví Rollin nhé. Trước tiên là ở trên máy tính mình sử dụng trình duyệt Chrome, mình sẽ mở ra và ta sẽ tiến hành tạo thêm tiện ích vào Chrome, dán vào thêm tiện ích. Các bạn sẽ ghim tiện ích vào và chúng ta sẽ ấn vào Get Start. Chúng ta ấn vào I am new, let's get up để các bạn tạo ví mới. Còn nếu các bạn dùng ví cũ thì các bạn thể ấn vào I already nhé. Bây giờ ta sẽ tạo một khẩu và xác nhận một khẩu này. Chúng ta nút Create Wallet, ấn vào đây để hiện các khôi phục. Các bạn nhớ lưu lại các cái từ khóa khôi phục này lại một nơi an toàn anh em nhé. Mình sẽ ném tạm lên Google dịch, bởi vì đây là một cái phần demo cho anh em để anh em tạo ví thôi. Chúng ta ấn vào Confirm này. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt điền các từ vị trí thứ, ở đây nó yêu cầu là chúng ta sẽ điền các từ vị trí thứ hai này, thứ tư này, thứ 8 và thứ 11. Thì mình sẽ điền lần lượt các từ này. Ở đây vị trí thứ hai là từ sáp này, vị trí thứ tư là holo này, vị trí thứ 8 này, 4 5 6 7 8 8 đây đúng không ạ? 11 này, 9 10 11. Rồi chúng ta vào con tin. Như vậy là vì chúng ta đã tạo nhé, chúng ta đã tạo thành công ví rồi. Các bạn có thể ấn vào cái icon ví ở trên thanh trình duyệt, chúng ta ấn vào ở góc trên. Ở đây các bạn có thể là xem lịch sử số dư ở đây nhé. Rồi, nếu các bạn có các cái lệnh giao dịch thì nó xuất hiện ở đây, các cái lịch sử chuyển coin, chuyển token nó xuất hiện đây, chuyển coin ERC-721 xuất hiện ở đây. Đấy, số dư của loan thì ở đây này. Đấy. Thực sự là tựa game này thì mình cũng không có chơi, nhưng mà mình tạo video hướng dẫn để hướng dẫn anh em tham gia các dự án iRobot thôi. Đấy, chúng ta sẽ thấy ở đây là ở đây có phần deposit đó, deposit đến Ronin. Chúng ta ấn vào đây thì nó sẽ ra mấy cầu chuyển đổi. Khi chúng ta sử dụng cái cầu chuyển đổi này thì chúng ta sẽ chuyển đổi từ MetaMask, từ các cái đồng coin ở bên MetaMask sang bên này và chuyển sang mạng Ethereum. Đây mình sẽ làm cho anh em xem phần này. Ở đây phải có phần deposit này, nó sẽ kết nối với cái ví MetaMask chúng ta, mình kết nối đây. Đấy. Thì các bạn ví dụ bây giờ các bạn muốn chuyển Ethereum hay một các cái tài sản ở bên mạng ETH sang, ta có ví dụ ETH này, ta chuyển sang đây, ta điền cái địa chỉ ví Rolly này. Ở đây mình sẽ điền địa chỉ ví Rolly cho anh em xem này. Cái địa chỉ ví Rolly các bạn nằm ở phía trên này, ta copy phần địa chỉ này. Là đây chắc là phải copy đây, mình muốn tìm lên phần địa chỉ mà không ra đây. Ok, đây chúng ta sẽ paste phần địa chỉ vào đây này, được chưa? Bây giờ ví dụ các bạn muốn chuyển một lượng ETH sang WETH đúng không ạ? Đây các bạn nhìn nhìn, nhìn kỹ này, ETH sang WETH, đây đây chính là WETH này. Đây mình chuyển sang thì các bạn có thể ví dụ là bây giờ mình chuyển là 0,005 chẳng hạn, sau đó mình ấn like một vài thao tác xác nhận ở trên MetaMask nữa. Nhưng mà các bạn nhớ là tài sản chúng ta phải có lưu lượng ETH ở trên ví nhá. Đó, chuyển sang đó thì các bạn có thể chuyển sang tài sản từ mạng Ethereum sang đây. Rồi đây có các cái loại tài sản khác, ví dụ là AXS này, chuyển từ ETH sang này, rồi SLP, rồi USDC các thứ vân vân, anh em có thể thấy nhá. Đó, thì em có thể chuyển các cái tài sản sang.
Lời ví dụ anh em muốn rút tiền từ ví Ronin đúng không ạ? Các bạn muốn rút tiền từ ví Ronin mà sang ví MetaMask chúng ta sẽ chọn một tính năng withdraw. Chúng ta cũng làm tương tự này. Bây giờ thì thay vì dán địa chỉ ví Ronin thì chúng ta sẽ dán địa chỉ ví MetaMask chúng ta. Đấy, các bạn dán địa chỉ ví MetaMask chúng ta vào đây này. Chọn là tài sản này, ví dụ ETH này, AXS này, LP này, USDC chẳng hạn, ví dụ như vậy. Chúng ta điền số lượng vào đây, chúng ta lấy vào. Đấy, chúng ta sẽ chuyển sang ví MetaMask chúng ta. Đây là cái thao tác chuyển đổi. Thì các bạn sẽ dùng cái cầu chuyển đổi này. Dĩ nhiên là cái phí nó rất là cao. Bởi vì là các mạng ETH thì các bạn biết hiện 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 tại thì giá ga rất là cao. Đấy, các bạn thể thấy theo dõi ở trên Etherscan này, ga bây giờ hiện tại vẫn là 27, mặc dù là nó cũng đã giảm rất là nhiều nhưng mà vẫn còn khá cao đúng không ạ? Thì nó sẽ mất một cái khoản phí để khi chúng ta sử dụng cái cầu chuyển đổi Ronin này. Và ra thì anh em đã sử dụng hữu AXS hay là SLP ở cái contract cũ thì chúng ta có thể chuyển đổi ở trong cái phiên ở trên cái trang Ronin Network này. Đó. Và các bạn có thể theo dõi lịch sử ở trên trang Ronin Chain nhé. Ở trên đây thì cũng có một cái giao diện nữa là giao diện Swap. Trên đây là cái sàn giao dịch Swap của cái nền tảng này. Đấy. Thì các bạn có thể chuyển đổi từ WETH mà sang bên các cái nền tảng khác. Đó. Sau đây anh em sang các cái token khác hay là AXS hay là những cái đồng coin. Đấy, chuyển sang WETH và tương tự anh em có thể theo dõi trên đây. Đây chính là cái nền tảng sàn giao dịch mà được tích hợp sẵn ở trên cái trang cái tiện ích Ronin Wallet này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hướng dẫn ở trên điện thoại, để mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để người ta tạo ví Ronin ở trên điện thoại nhé. Sau khi các bạn đã tải xuống ví Ronin dành cho điện thoại thì các bạn sẽ tiến hành mở ví ra. Chúng ta sẽ cùng nhau thao tác để tạo ví nha anh em nhé. Với phần tạo ví thì chúng ta sẽ vào phần Create New Wallet này. Các bạn sẽ tạo một khẩu và xác nhận mật khẩu nhé. Ví dụ mật khẩu đây mình sẽ tạo cho anh em để anh em có thể hình dung được. Các bạn có thể ấn vào Enable để bật xác thực vân tay. Ấn vào nút River để có thể là nhìn thấy được cái phần ví chúng ta. Tích vào cái ô đồng ý kiện trang, sau đó chúng ta nút Continue. Bây giờ cũng tương tự trên máy tính, nó sẽ yêu cầu chúng ta điền các từ bảo mật, ví dụ như của mình là 15811. Đấy. Mình sẽ điền các cái từ vị trí thứ 158 và 11 nhé. Sau khi chúng ta đã điền những cái từ này rồi, chúng ta nút Continue để xác nhận này. Xác nhận vân tay. Apply. Đấy, bây giờ chúng ta cũng sẽ ra cái giao diện ví những tương tự thế này. Thì ở đây cũng sẽ có phần deposit, phần transfer, các thứ anh em có thể theo dõi ở đây. Rồi cũng có cái phần các bạn có thể ấn vào phần view security để các bạn có thể là lấy được cái mã sắc. Ta có thể lấy 12 từ, chúng ta nhập mật khẩu này, lấy 12 từ này. Rồi trong phần này thì là các cái hoạt động trên ví đấy. Rồi những cái token ERC20 số dư hiện thị ở đây và ERC71 hiện thị phía dưới. Ở trong phần deposit đây chúng ta có thể ấn vào đây. Chúng ta cũng có thể làm tương tự sử dụng cái cầu chuyển đổi Ronin, nhưng hiện tại cầu chuyển đổi Ronin chưa khả dụng anh em nhé. Continue to put chain Ronin 5000 ETH. Cái này dùng tiền để mua. Cái này thì không ngon bằng máy tính đúng không ạ? Trên điện thoại thì cứ gọi là để quản lý ví cho nó tiện thôi. Chứ còn không thực tế là không ngon bằng máy tính. Khi các bạn muốn chuyển đổi một đồng coin thì các bạn có thể chọn một đồng coin, đó nút xin để chuyển coin đi. Đấy. Nói chung là trên điện thoại thì sẽ không được tiện bằng cái tiện ích trên máy tính, nó sẽ đầy đủ hơn anh em nhé. Trên điện thoại thì chúng ta có một cái tính năng ở góc trên cùng ấn hình avatar này. Ở đây có thể tạo thêm một cái tài khoản phụ nữa. Đấy. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm các tính năng ở trên nền tảng ví Ronin Wallet cũng như cách tạo ví Ronin Wallet rồi dùng cầu chuyển đổi. Và cái tính năng đến từ sàn Swap. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn những video tiếp theo.